paradigm. Cái đầu tiên là mình sẽ cần phải cài đặt là các cái trục tương ứng. Ví dụ là hiện tại mình đang cài cho ba trục Y, Z đi. Trục X ban nãy cái kia là mình để là IP của nó, cái địa chỉ của nó là 1 đúng không? Ừ. Thì các cái trục lần lượt của nó sẽ là 1.0.1.000 này. À 1.000 này. 16.5.20. Ừ. 1.000 2.000 3.000 không. À. Tại địa chỉ của mình là 1 nên là phải là 1.001. À rồi rồi. À 1.002. Đó. Rồi enter. Rồi. Còn đâu nếu mà mình để là địa chỉ là 2 ấy thì mình sẽ là 2.201.202. Đó. Cái thứ nhất là cái địa chỉ gọi là khai báo port điều khiển cho các trục Y Z này. Tiếp theo là độ phân giải của encoder này. Hiện tại trục X, trục Y là hai cái động cơ của Jaguar kia, độ phân giải của nó là 24.000 xung. Thì bây giờ mình do ở đây hệ số mình là để hệ số chia 4 rồi. Nên là chỗ này mình sẽ lấy là 24.000 chia 8, à chia 4 sẽ ra 8.000. Enter này. 8.000 này. Enter. Còn Z là động cơ của Syntec. Động cơ Syntec đang là 24 bit thì là hơn 16 triệu xung. Thì anh tính toán là 2 mũ 24 chia 4 thì còn 2 mũ 22. 2 mũ 22 là 419.4304. Cài nhiều nó quen. Đấy, thì anh phải cài cho đúng độ phân tải. Okay. Tiếp theo, đấy là độ phân tải này. Tiếp theo là cái tiếp theo là đến tỷ lệ ghia. Tỷ lệ ghia của các trục ấy. Hiện tại của mình các trục đang là coupling. Coupling thì tỷ lệ ghia 1:1. Thì mình cứ để là 1:1 thôi. Okay. Tiếp theo là bước vi me. Nãy em xem là trục X trục Y sẽ là bước vi me là 16.000. Thì mình nhập đúng vào đây thôi. 16.000. Còn trục Z thì là 12.000. Xong 12.000 này. Xem còn cài đặt cái gì. Cái tiếp theo là phải cài cho là cái loại encoder. Hiện tại trục X trục Y của mình đang là loại encoder là Ingrid. Ingrid thì mình sẽ cài là 0 Ingrid. Một là trước qua kiểu thực kiểu giả thước ấy. Hai là không sử dụng encoder. Ba là absolute. Và trục Z đang là của Syntec. Syntec thì là absolute. Chọn 3. Thay đổi thì phải khởi động lại. 3 rồi đấy. Tiếp theo một cái nữa là đây là cái thông số 901. Đây. Cái này là kiểu sai số cho phép của nó. Nghĩa là phản hồi về còn nó có 8.000 xung thì nó có thể được sai số được khoảng 3.000 xung chẳng hạn. À 3 xung chẳng hạn. Thì cái này theo một cái bảng của Syntec nó gọi là khuyến cáo. Thì đây